Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình làm cái video này để giới thiệu là một món ăn đặc sản của người Khmer ở Trà Vinh nè. Đó là món cơm dẹp. Quá trời luôn, trộn. À, cô đây đang trộn cơm dẹp và một thau lớn luôn á các bạn. Nè, bao nhiêu ký cô? 10 ký. Wow, trộn tới 10 ký cơm dẹp á. 10 ký. 5 ký mấy? 10 ký là 2 thao hả? 1 thao, 2 thao. Quá wow, trời luôn. Rồi, ủa nãy giờ mình trộn được 1 thao rồi nè. 1 thao này 5 ký á. Rồi tiếp tục trộn thêm 5 ký nữa. Đây nè các bạn, bây giờ cô có trộn tiếp tục 1 thao nữa nè. Thao lớn nữa này là 5 ký nè. Oh, cơm dẹp này mua xong là mình sàn sảy nó sạch rồi đó hả cô? Sạch rồi. Rồi bắt đầu trộn sao đây? Chỉ con trộn với coi. Chỉ cần cơm dẹp xong rồi cái này vừa rám hả cô? Vừa rám mình nạo ra hả? Đó. Rồi mình liều lượng là 1 ký cơm dẹp là bao nhiêu vừa rám không cô? Khoảng bao nhiêu? 1 ký cơm dẹp chắc cỡ 2 trái dừa. 2 trái dừa thứ dừa bự dừa nhỏ nữa chứ. 1 ký cơm dẹp là khoảng 2 trái dừa rám hả cô? 1 ký hả? Còn này 5 ký là cũng nhiều trái dừa rám, có hơn 10 trái rồi đó. Rồi xong rồi cơm dẹp rồi mình bỏ dừa rám vô lên rồi mình làm gì nữa? Bỏ đường. Đường cát. Đường cát. Dạ. Bỏ nước chút. Rồi ôi mà trộn nhiều quá chừng luôn, cái này chắc đi bán đi phục vụ người ta ăn á hả? Hay bán? Bán. Wow. Bán cả ớt luôn á. Bán ớt á. Trời ơi, này bán ớt không bóc đó, các bạn. Mấy cô đây ở nhà làm món này đang đem đi bán nè, phục vụ cho du khách nè. Quá trời luôn. 2 thao khổng lồ. 10 ký mà trộn ra 2 thao lớn như vậy luôn á. Trời ơi, này bán cho mấy trăm người á. Mấy trăm người cũng mua ăn á. Ngon quá ha. Đó các bạn coi nè. Này là chỉ mới cơm dẹp với dừa cơm dừa rám nạo ra thôi đó, chứ chưa có đường cát nữa đó, mình phải trộn đều rồi mới cho đường lên. Trộn nhiều hết sức nhiều luôn, một thao quá trời luôn. Này ăn mấy trăm người mới ăn hết cái thao này. Cái trăm người mới ăn hết một thao này các bạn. Ăn cơm dẹp khoảng một người một chén là dữ lắm rồi. Cô, cơm dẹp này mình ta làm từ nếp hả? Nếp. Lúa nếp á hả? Người ta làm sao cô? Nếp mình làm cho sạch rồi đem ngâm. Dạ. Ngâm một đêm đi. Rồi dạ. Sáng mai mình vớt cho nó hết nước. Dạ. Rồi lấy đem rang lại. Lấy đi rang nữa? Đem rang khoảng 2 phút là nó chín rồi mình giả. Dạ. Rồi giả xong rồi mới sàn sảy cho sạch mấy cái cháu bụi là nó ra cái cơm dẹp như vậy á. Dạ. Cũng kỳ công lắm ha. Mà trộn cơm dẹp thì đơn giản hơn đúng không? Nhanh hả? Giờ là cho đường cát vô nè. Ủa cô, đường cát này có liều lượng không cô? 1 ký cơm dẹp thì khoảng bao nhiêu đường? Được. Cỡ nãy 5 ký mà phải trộn hết 1 ký với phân nửa là 1 ký rưỡi. 5 ký cơm dẹp là 1 ký rưỡi đường. Vậy trung bình 1 ký cơm dẹp đâu có tới nửa ký đường, khoảng 300 gram ha. À. 1 ký cơm dẹp là 2 trái dừa rám với lại 300 gram đường cát á các bạn. Nó mình chỉ cần mình ba thứ đó mình trộn đều với nhau như vậy là được rồi. Bỏ vô trộn cho nó đều hết với nhau. Thơm quá cô ơi. Thơm hả? Dạ, mình đứng đây mà nghe mùi cơm dẹp, mùi dừa này kia nó phun phức luôn á. Thêm mùi nếp mới. Cơm dẹp này chắc mới ha. Mới á. Sao mới giả. Tôi đi mua tôi thằng cho mới ăn đừng cho cũ ha. Bán khách là khách chê là mất mối à. Ủa cô, cơm dẹp tiếng Khmer mình gọi là sao? Ẩm bóc. Ẩm bóc hả? Ẩm bóc là cơm dẹp. Vậy ớt ôm bóc là gì? Ớt ôm bóc này nè. Dạ. Ớt là ớt phải là đút không? Ừ. Ớt ôm bóc là ớt ôm bóc. Người ta lấy cái này sẽ đang tại đây mà người ta đút chuối vô rồi ăn.
Vậy là kêu là ớt om bóc là đút cơm dẹp á. Ừ. Vậy. Bắt thêm được ha. À, vậy cơm dẹp này. Cái Khmer là om bóc đó các bạn. Om bóc là cơm dẹp. Ủa mà con thấy cơm dẹp nó khô vậy nè, mà sao có chỗ này nó mềm mềm là sao, nó hơi hơi dẻo là sao? Có cho nước gì vô không? Nước dừa nữa nè. À. Chút đó. Vậy là mình còn rưới nước dừa lên nữa. Nào. Ờ nước nước dừa rám mình đập ra mình lấy lại cái nước hả? Nặng mình cho lên nặng cho cái cơm dẹp nó mềm nó dẻo ra hả? Vậy. Đi con tưởng tại sao mà cơm dẹp nó khô quá. À, nước dừa rám nè các bạn, cái này là nước dừa nha. Khi mà trái dừa đập ra cái lấy lại cái nước nè để dành rưới lên cơm dẹp nè, mà đâu có rưới nhiều. Cái này sử dụng ít thôi à. Quá hấp dẫn luôn. Đó các bạn, cơm dẹp trộn xong rồi là vậy nè, nó dừa cơm dẹp và đường nó hòa quyện vào nhau rồi. Cái này là để khoảng 2-3 tiếng là cho nó cơm dẹp nó mềm nó dẻo là mà ăn được rồi đó. Rồi thôi đến đây thì video kết thúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.